Nghe tiếng động lạ đi câu cá, người đàn ông bủng rủng ném vội cần câu. Tò mò đi theo tiếng động lạ phát ra gần chỗ mình ngồi câu cá. Người đàn ông kinh hoàng nhận ra mình đã ở gần một trận tử chiến của những con rắn lớn. Chúng đang cuốn chặt nhau dưới nước, cố gắng nuốt chửng đồng loại. Trong khi đi dã ngoại, câu cá là một hoạt động được nhiều người yêu thích. Mới đây, một cần thủ người Trung Quốc trong lúc đi dã ngoại rất bất ngờ tìm được một nơi câu cá ngoài thiên nhiên vô cùng lý tưởng. Vì vậy, sau khi sắp xếp đồ đạc, người đàn ông đã cầm cần câu theo, chọn cho mình một tảng đá lớn khá bằng phẳng để ngồi câu cá. Thế nhưng, khi chưa ngồi ấm chỗ, đột nhiên anh nghe láng thoáng có tiếng động kỳ lạ. Không phải là tiếng cá quẩy, lại càng không phải tiếng cá đớp câu. Tò mò, người đàn ông dừng lại mọi hoạt động và tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Lắng tai và đi theo hướng âm thanh phát ra, người đàn ông phát hiện ra cảnh tượng kinh dị này. Dưới mặt nước, cách chỗ anh ngồi không xa, có hai con rắn lớn đang cuốn chặt lấy nhau dưới nước, dùng đủ mọi cách để nuốt chửng đồng loại của mình. Cách đó không xa, có một con cá đã chết. Theo phỏng đoán, hai con rắn lớn đánh nhau để tranh giành con cá này. Sau cùng, không rõ nguyên do, chúng quyết định tử chiến và kẻ thắng sẽ nuốt luôn cả đồng loại. Nhìn cảnh tượng đáng sợ như vậy, người đàn ông cho biết lúc đó anh giật mình kinh hãi, sợ đến bủng rủng, không thể làm gì khác và nín thở, ném luôn chiếc cần câu rồi vội chạy lên bờ. Theo anh, mặc dù rất thích câu cá trong thiên nhiên hoang dã, thế nhưng an toàn của bản thân vẫn phải được đặt lên hàng đầu.